Tính nghe Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào Ngày Mới của Đài Phát Thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5. Trước tiên chúng ta sẽ cùng đến với phần tin tức trong tỉnh được cập nhật. Sáng ngày 30 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2020 và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành. Trong năm tháng đầu năm 2020, xã Yên Thổ đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Theo lộ trình kết thúc năm 2020, xã Yên Thổ sẽ đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên đến nay, xã mới chỉ đạt 13 trên 19 tiêu chí, còn 6 tiêu chí chưa đạt, đó là giao thông, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập của người dân. Tại buổi làm việc, xã kiến nghị các cấp tăng cường đầu tư về nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới cho 6 tiêu chí còn lại chưa đạt, mở mới đường liên xã từ xóm Bản Búng đến xã Công Bằng, huyện Bắc Nậm, tỉnh Bắc Cạn. Hỗ trợ kinh phí cho 317 hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng các hạng mục kết cấu hạ tầng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Thổ Yêu cầu xã Yên Thổ cần tập trung hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế sẵn có của địa phương, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho phù hợp, hiệu quả, nhân rộng các mô hình kinh tế, khuyến khích bà con đưa các loại cây con giống có hiệu quả kinh tế cao vào canh tác chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa an toàn, hình thành từng vùng chuyên canh. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng nhà văn hóa huyện bảo lâm cần dồn lực và ưu tiên mọi nguồn lực cho xã yên thủ để phía đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên bà con nhân dân lao động sản xuất cùng cả hệ thống chính trị quyết tâm xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. Đoàn công tác đã tặng quà cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Yên Thổ, Trạm y tế xã và trường mầm non xã, động viên cán bộ, đảng viên, đội ngũ y tá, y sĩ và thầy trò các nhà trường thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2020 đề ra. Ngày 30 tháng 5, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với bưu điện tỉnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo hình thức thi trực tuyến tại trụ sở bưu điện tỉnh và bảo hiểm xã hội các huyện. Tham gia cuộc thi có 243 thí sinh dự thi là cán bộ, nhân viên, người lao động, cơ quan bưu điện, nhân viên các đại lý thu thuộc Trung tâm Y tế huyện, Ủy ban Nhân dân, trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh làm bài thi theo hình thức thi trực tuyến trên cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh. Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính có kết nối Internet theo phần mềm bộ đề câu hỏi được ban tổ chức thiết kế sẵn. Nội dung dự thi là các quy định cơ bản về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện và trách nhiệm của đại lý thu, cơ quan bưu điện trong việc tổ chức tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, tổ chức chi trả, quản lý đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Sau thời gian thi 5 ngày, ban tổ chức sẽ công bố kết quả cuộc thi. Về cơ cấu giải thưởng, giải cá nhân, một giải nhất trị giá 6 triệu đồng, một giải nhì trị giá 4 triệu đồng, một giải 3 trị giá 2 triệu đồng. Giải tập thể, một giải nhất trị giá 10 triệu đồng, một giải nhì trị giá 5 triệu đồng, một giải ba trị giá 3 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, dù dịch tả lợn châu Phi trên toàn tỉnh Cao Bằng vừa được kiểm soát cách đây vài tháng, thì đến nay dịch bệnh này đã lại tái bùng phát, ảnh hưởng đến việc tái đàn lợn, gây áp lực lên việc cung ứng thực phẩm trong hoàn cảnh vẫn đang tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của địa phương trong tình hình mới. Theo Tri Cục Chăn nuôi và Thú y Cao Bằng, từ đầu năm 2020 đến ngày 28 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có 24 thôn, 32 hộ chăn nuôi lợn có bệnh dịch tả lợn châu Phi, đã tiêu hủy 210 con với 7.087 kg. Tuy nhiên, số tái bùng phát trở lại tại 10 thôn xóm, 12 hộ đã tiêu hủy 83 con, tổng trọng lượng 2.815 kg. Các địa phương có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát tập trung tại các xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc, xã Đức Long, huyện Hòa An, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, xã Lý Bôn, thị trấn Bắc Miều, huyện Bảo Lâm, xã Khâm Thành, Phong Châu, Cao Trương, Quang Hán, huyện Trùng Khánh. Nguy cơ tái bùng phát bệnh dịch tả lợn châu Phi ra các địa phương là rất lớn do giá thịt lợn đang ở mức cao, do vậy một số hộ đã nuôi tái đàn trở lại. Đa số các hộ chăn nuôi chưa áp dụng triệt để các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Bên cạnh đó, hiện vẫn chưa có vaccine phòng và thuốc điều trị bệnh dịch tả lợn châu Phi, trong khi công tác tiêu độc khử trùng tại các hộ gia đình thực hiện chưa tốt. Để ngăn chặn và dập dịch, tri cục chăn nuôi và thú y cao bằng khuyến cáo, các hộ chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để phát hiện sớm, xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi. Báo cáo kịp thời đầy đủ về tình hình dịch bệnh từ cấp thôn xóm đến cấp xã huyện theo đúng quy định. Các hộ chăn nuôi cần hiểu đúng, hiểu rõ về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh đối với lợn, nguy cơ tái phát lây lan diện rộng các cấp chính quyền vận động người dân không tham gia các hoạt động buôn bán vận chuyển giết mổ lợn sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc khi có gia súc ốm chết phải báo ngay đến cơ quan thú y để lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân gây bệnh kịp thời xử lý khi có dịch bệnh xảy ra Sáng ngày 30 tháng 5, Thành đoàn Cao Bằng và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp tổ chức gia quân chiến dịch hè 2020 hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh, khánh thành công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại nhà văn hóa tổ 5 phường Hòa Trung đã tổ chức khánh thành công trình thanh niên, công trình thể dục thể thao vui chơi ngoài trời với tổng kinh phí trên 22 triệu đồng. Sân nhà văn hóa với diện tích trên 190 m2, lắp đặt các dụng cụ tập luyện thể thao ngoài trời như xích đu, xà đơn, cầu vượt, bập bênh, tủ đựng và sách truyện các loại. Tại chương trình đã có 500 cuốn sách và 500 chiếc khẩu trang được trao cho các em học sinh tại phường Hòa Trung. Các em còn được đoàn thanh niên công an tỉnh tập huấn về kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục, bạo lực học đường, phòng cháy chữa cháy và tuyên truyền phổ biến pháp luật. Cuối chương trình là hoạt động trồng cây hoa thân gỗ như cây bằng lăng, Osaka, san lấp mặt bằng vệ sinh phát quang đường ngõ xóm. Tối ngày 29 tháng 5, thành phố Cao Bằng đã tổ chức các hoạt động trở lại tại tuyến phố đi bộ Kim Đồng, phường Hợp Giang sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch COVID-19. Mở màn cho chuỗi hoạt động trong đêm đầu tiên của tuyến phố đi bộ Kim Đồng là tiết mục đánh chống khai hội. Các hoạt động múa hát tập thể, các trò chơi dân gian cũng được tổ chức thực hiện, đồng loạt diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham gia. Ngày 27 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động tuyến phố đi bộ Kim Đồng. Trong đó yêu cầu ban quản lý chợ ẩm thực và tuyến phố đi bộ Kim Đồng ngoài thực hiện các nhiệm vụ được đề ra trong quy chế hoạt động, phải bố trí lực lượng y tế sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra. Tư vấn, giám sát sức khỏe người dân và du khách tham gia các hoạt động tại tuyến phố đi bộ Kim Đồng giao cho Ủy ban Nhân dân phường Hợp Giang xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi hoạt động của phố đi bộ Kim Đồng trong giai đoạn mới phòng chống dịch COVID-19, để nhân dân, du khách biết và thực hiện. Đối với các hoạt động trợ ẩm thực và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong nhà hoặc phân vỉa hè dọc theo tuyến phố Kim Đồng, yêu cầu các chủ cửa hàng, quán ăn, bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại từng cơ sở kinh doanh, thực hiện việc đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn tay và hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa người. Chuyển sang phần tin trong nước. Vừa qua tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh Xã hội tổ chức lễ phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp 2020 Start Up Kai nhằm cụ thể hóa quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025. Cai là hoạt động nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của học sinh sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, kích thích óc sáng tạo tư duy năng động, truyền cảm hứng kinh doanh, thúc đẩy việc ứng dụng kiến thức kỹ năng được trang bị trong nhà trường vào cuộc sống, đồng thời kết nối các dự án có tính khả thi cao với các nhà đầu tư. Ngay từ khi biết tên là có cuộc thi Startup Kai 2020 thì các cái đội thí sinh đã hình thành được thành lập. Chúng tôi nghĩ rằng là sẽ có khoảng ít nhất là 10 đội thi sẵn sàng tham gia cuộc thi này để tranh tài cùng với cả những học sinh sinh viên rất là thông minh trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp Startup Kai sẽ được tổ chức thành 3 vòng, sơ tuyển, bán kết và chung kết, tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, sinh viên, phát huy tinh thần sáng tạo, áp dụng những kiến thức đã được học để đưa ra những giải pháp ý tưởng, dự án khởi nghiệp, thông qua việc lập các dự án trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực lập dự án kinh doanh, đúc rút kinh nghiệm, kiến thức về khởi sự doanh nghiệp. Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong rằng các doanh nhân, thành viên ban giám khảo tìm kiếm và tôn vinh những tác giả và các dự án khởi nghiệp xuất sắc, đồng thời kết nối các dự án khả thi sẽ được cố vấn hoàn thiện, kết nối với các nhà đầu tư cho dự án tôi cho rằng cái cuộc thi này cái khởi đầu của hôm nay rất quan trọng và tôi rất mong cuộc thi này sẽ có nhiều ý tưởng nhiều sáng kiến hiện hữu cái hiện hữu ấy đó, nó phù hợp với khả năng của từng người từng trường những ý tưởng này dù rất nhỏ nhưng ban tổ chức trân trọng và có thể hôm nay là nhỏ nhưng ngày mai nó trở thành đốm lửa sáng Hội đồng cố vấn và ban giám khảo cuộc thi là những doanh nhân có uy tín, có tầm ảnh hưởng. Cơ cấu giải thưởng gồm một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và 21 giải khuyến khích. Các giải thưởng sẽ được hỗ trợ triển khai dự án từ các nhà đầu tư. Thì khi mà thế giới mà nó thay đổi ở cái quy mô như vậy và nhanh như vậy đó, hầu hết nó sẽ không có khái niệm đi xin việc mà học sinh sinh viên phải đặt mình vào cái tư thế là tạo nên công an việc làm. Cho nên cái cuộc uh, uh, thi startup style này đó nó rất đúng thời điểm. Dự kiến lễ trao giải cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp được tổ chức vào ngày 15 tháng 11 năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020. Thưa quý vị, thời gian qua, vấn nạn bạo lực trong học đường đang diễn biến hết sức phức tạp. Chính vì vậy, việc quan tâm và gần gũi các em có các biện pháp phòng ngừa góp phần kiềm giảm những vụ việc đáng tiếc xảy ra. Tại trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Phan Rang, Tháp Tràm, tỉnh Ninh Thuận, một học sinh lớp 9 đã dùng dao bấm đâm hai bạn bị trọng thương. Vụ việc xảy ra vào giờ ra chơi sáng ngày 16 tháng 5 khiến cho các em học sinh và thầy cô giáo trong trường hoang mang. Nhà trường cũng có hỏi cả hai bên luôn, à, giữa gia đình em Kiệt, em Khang và em Chí. Thì tình hình như vậy thì các gia đình đã thông cảm với nhau chưa, đã dàn xếp đã, đã dàn xếp với nhau chưa. Thì các gia đình cũng đã thống nhất với nhau hết rồi tức là tiền thuốc tiền men này kia rồi thì các gia đình đã, đã, đã thỏa thuận với nhau không có gì xảy ra và do đó thì nhà trường có hỏi cái chỗ công an phường về việc thủ lý hồ sơ đó. thì hiện nay các anh nói là cái vụ việc này thì đang đang làm cho nên chưa có kết luận mà chưa có kết luận thì nhà trường cũng đang chờ đó để mà đưa ra cái hội đồng xử lý kỷ luật. Vấn đề về phòng chống bạo lực ở học đường thì theo đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên cần sự chung tay của các bên và quan tâm đến chăm sóc tâm lý cho học sinh. Và hiện nay thì thực tế ở trường học thì cái 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 trẻ cái 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 công tác xã hội trong trường học và cái chăm sóc tư vấn tâm lý đối với học sinh vẫn còn rất là yếu bởi vì chúng ta cũng thiếu cái đội hình này thì tôi nghĩ là cần phải quan tâm đầu tư phải đưa ra nhiều cái giải pháp đồng bộ, đồng loạt để làm tốt hơn trong cái thời gian tới. Và bên cạnh đó thì là cần phải có những cái 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 công tác giám sát, sự quan tâm của 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 phụ huynh, của xã hội đối với các cái hoạt động trong cái cơ sở giáo dục. Cái việc quản lý học sinh em em nghĩ là bản thân cha mẹ cũng còn quản lý thật là tốt, chặt chẽ để các em có cái điều kiện cũng như là cái môi trường học tập tốt để phát triển tốt và còn à, thăm hỏi con mình ví dụ như là hỏi là, ở tới trường con có bị cái này cái kia hay không để có gì mà phụ huynh sẽ can thiệp kịp thời với nhà trường với địa phương với giáo viên chủ nhiệm thì à, các em học các em sẽ tới trường à, vui vẻ hơn, không có sợ sợ hãi. Tâm sinh lý của các em học sinh khối cấp 1, cấp 2 còn non nớt dễ dàng bị kích động và ảnh hưởng Chính vì vậy, việc quan tâm đến các em nhiều hơn sẽ góp phần giảm thiểu các vụ bạo lực học đường và ngăn chặn ngay từ đầu. Thủ tướng Singapore đề xuất thiết lập cơ chế làn xanh với Việt Nam. Đây là một nội dung trong nhiều nội dung đáng chú ý tại cuộc điện đàm mới đây giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Điện đàm với thủ tướng Singapore Lý Hiển Long mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng Singapore sẽ sớm khống chế hoàn toàn được dịch. Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ ấn tượng về thành công của Việt Nam trong phòng chống dịch Covid-19, cảm ơn chính phủ và nhân dân Việt Nam đã chia sẻ, hỗ trợ vật tư y tế cho Singapore, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị và đối tác tin cậy giữa hai nước. Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá cao vai trò và các sáng kiến của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 nhằm thúc đẩy hợp tác nội khối cũng như giữa ASEAN với các đối tác quan trọng trong ứng phó và giảm thiểu tác động nhiều mặt của dịch bệnh. Hai bên nhất trí trao đổi kế hoạch sớm mở lại đường bay, dần khôi phục đi lại một cách an toàn giữa hai nước nhằm đón đầu, tạo cú hích mới cho quan hệ thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước giai đoạn hậu dịch. Thủ tướng Lý Hiển Long đề xuất hai nước cân nhắc thiết lập cơ chế làn xanh để tạo thuận lợi cho việc di chuyển phục vụ các mục đích thiết yếu. Hai thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do và an ninh hàng hải, hàng không ở Biển Đông, nhất trí cùng nỗ lực giữ gìn đoàn kết và lập trường chung của ASEAN, thúc đẩy đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC, thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế và công ước liên hợp quốc về luật biển. Những ý kiến khác nhau của dự án luật đầu tư sửa đổi vừa được Quốc hội dành thời gian thảo luận tuần qua. Nội dung nhận nhiều ý kiến trái chiều là việc quản hay cấm loại hình kinh doanh đòi nợ. Vì vậy cơ quan thẩm tra trình ra Quốc hội hai phương án để xin ý kiến, một là cấm kinh doanh đòi nợ thuê, hai là không quy định cấm. Đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết, ủy viên Ủy ban kinh tế nêu thực tế hoạt động dịch vụ đòi nợ của đa số các công ty đang biến tướng, bất chấp pháp luật, gây nhiều nguy hiểm khiến dư luận bất an. Nữ đại biểu ủng hộ cấm đầu tư kinh doanh dịch vụ đòi nợ vì đóng góp của ngành nghề này không lớn hơn so với tác hại gây ra. Đồng tình, đại biểu Phan Như Hiệp, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội cũng cho rằng nhiều doanh nghiệp cá nhân vẫn lợi dụng biến tướng dịch vụ này thành các băng nhóm xã hội đen, tội phạm nhằm cưỡng đoạt tài sản, gây áp lực với còn nợ, cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Tháp Phạm Văn Hòa lại có góc nhìn khác. Ông Hòa ủng hộ việc cho phép loại hình kinh doanh đòi nợ hoạt động nhưng gợi ý nên đổi tên nhẹ nhàng hơn thành kinh doanh dịch vụ thu hồi nợ. Không thể ngành nào nhà nước quản lý khó là cấm kinh doanh mà nên tạo điều kiện để quản lý theo quy định của pháp luật sẽ dễ dàng hơn, ông Hòa nói. Theo vị đại biểu này, thực tế cấm mà nhu cầu xã hội rất cần thì vẫn tồn tại và có những trường hợp trá hình nên càng khó quản lý. Vì thế cần quy định điều kiện chặt chẽ hơn, ràng buộc hơn, quy trách nhiệm cho tổ chức cá nhân có liên quan. Giải trình nội dung này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho biết, để đưa ra đề xuất việc cấm kinh doanh đòi nợ thuê, chính phủ đã làm việc hết sức công phu, nghiên cứu, thảo luận, mời các chuyên gia, tổ chức các hội thảo, hội nghị rất nhiều lần và đã xem xét hết sức thận trọng. Cuối cùng đi đến quyết định chọn phương án cấm loại hình kinh doanh dịch vụ này không đơn giản mà chính phủ đưa ra như vậy. Ông Dũng nói và tha thiết mong các đại biểu ủng hộ phương án cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê. Theo chương trình nghị sự, luật đầu tư sửa đổi sẽ được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 tại đợt họp tập trung. Trao đổi với Tiền Phong đại diện một số doanh nghiệp đầu mối cho rằng thị trường xăng dầu nhìn bên ngoài yên ổn nhưng những cơn sóng ngầm cạnh tranh khiến doanh nghiệp nhiều khi đau đầu, nhất là trong bối cảnh thị trường đang khan nguồn cung hiện nay. Thực tế, thời gian qua, theo đại diện doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, tình trạng rằng co tăng mua, chậm bán diễn ra ngay từ giữa tháng 4. Các nhà máy lọc dầu bắt đầu bán hàng chậm lại để bù cho phần lỗ do phải mua dầu thô với giá từ 60 đến 70 đô la một thùng từ tháng 12 năm 2019. Việc các doanh nghiệp đầu mối cũng đẩy mạnh mua vào để tích trữ đầu cơ chờ giá lên càng khiến xăng dầu trên thị trường trở nên khan hiếm. Đặc biệt trong bối cảnh khi đầu tháng 4 năm 2020, có thông tin nhà máy lọc dầu dung quất tạm dừng hoạt động để bảo dưỡng tổng thể lần thứ tư sau 3-4 năm hoạt động liên tục. Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, cùng với việc gặp khó trong nguồn cung hiện nay, các doanh nghiệp và thị trường xăng dầu cũng đang trải qua thời kỳ biến động chưa từng có trong lịch sử vì dịch COVID-19. Theo lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, hiện các thương nhân bán lẻ chấp nhận chỉ nhận chiết khấu, thậm chí ở mức không đồng miễn là có hàng để mua. Giờ doanh nghiệp chỉ cần mua được xăng dầu khối lượng lớn, găm hàng 1-2 tháng khi giá tăng là thu lợi nhuận khủng. Mới đây, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đã họp bàn về công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay. Trong đó có nội dung đáng chú ý về việc tái khởi động hoạt động du lịch quốc tế sau đại dịch COVID-19. Mới đây ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đã họp bàn về công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay, trong đó có nội dung đáng chú ý về việc tái khởi động hoạt động du lịch quốc tế sau đại dịch covid-19. Các thành viên ban chỉ đạo thống nhất chưa mở cửa đón du khách quốc tế thời điểm này do tình hình dịch bệnh trên thế giới còn phức tạp, sẽ chỉ khởi động lại hoạt động du lịch quốc tế khi đáp ứng đủ điều kiện và trước tiên chỉ xem xét đón khách đến từ các quốc gia đã kiểm soát được dịch bệnh. Bước đầu chỉ nên tổ chức thí điểm đón khách du lịch đến một số đảo, song song với đó phải có các biện pháp bảo đảm an toàn dịch tễ cho người dân địa phương và du khách trong nước. Về đề xuất cho phép đón du khách nước ngoài đến du lịch ở đảo Phú Quốc, ban chỉ đạo giao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch bàn bạc trao đổi cụ thể, thống nhất với tỉnh Kiên Giang về thời điểm, lộ trình mở cửa và các biện pháp bảo đảm an toàn dịch tễ, báo cáo lại ban chỉ đạo xem xét. Dự án phim hoạt hình Trưng Vương được mở đầu bằng 7 phim hoạt hình ngắn về các nữ tướng trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đang tạo được ấn tượng tốt đẹp với công chúng. Tín hiệu vui từ phim hoạt hình đề tài lịch sử là tiêu đề bài viết trên báo Nhân dân. Dự án Trưng Vương mở đầu bằng loạt phim hoạt hình về 7 nữ tướng của Hai Bà Trưng, Thánh Thiên, Lê Trân, Bát Nàn, Ả à Trạ, Phật Nguyệt, Hồ Đề, Quý Lan, Câu chuyện về mỗi nữ tướng với dung mạo, tài năng khác nhau, được xây dựng tỉ mỉ, sinh động qua từng tập phim, làm nổi bật tinh thần dũng cảm, kiên cường và vẻ đẹp đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử. Với thời lượng từ 3 đến 4 phút, mỗi tập phim tạo nên lát cắt độc đáo dẫn nhập vào câu chuyện lịch sử về quá trình quy tụ các nữ tướng dưới cờ khởi nghĩa của chị em Trừng Trắc Trừng Nhị. Nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh cho biết, để truyền tải được cơ bản tinh thần của Trương Vương trong mỗi tập phim hoạt hình là điều khó khăn với ekip, cho nên họ quyết định thực hiện loạt phim. Đây cũng là giải pháp hợp lý nhằm truyền tải dữ liệu lịch sử đa dạng thời khởi nghĩa hai bà Trưng mà đến tận ngày nay vẫn mang đến nhiều cảm hứng cho hậu thế. Hiện nay, dự án đã công chiếu các tập phim trên Internet và đều nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, giới chuyên môn. Các chuyên gia điện ảnh đánh giá, Trương Vương có nhiều ưu điểm nổi bật, trong đó cách xây dựng nội dung tình gọn, dễ hiểu, đồ họa đẹp mắt. Để đạt được hiệu quả cao, suốt 4 năm kể từ khi khởi động dự án, ekip sản xuất đã xây dựng đội ngũ cố vấn gồm các nhà sử học, văn hóa học. Dự án Trương Vương ra mắt bước đầu chinh phục được khán giả đã phần nào thể hiện tinh thần bắt nhịp kịp thời với xu hướng phim hoạt hình đường đại. Những năm gần đây, phim hoạt hình đề tài lịch sử thường nhận được sự quan tâm, đầu tư của các hãng phim, nhà sản xuất và đoạt nhiều giải thưởng uy tín. chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Đây là thông tin rất đáng chú ý cho những người có kế hoạch sắm cho mình một chiếc ô tô cá nhân. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 84 NQCP về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Trong đó một nội dung đáng chú ý là chính phủ quyết định giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước. Thông thường phí trước bạ khách hàng phải chi trả là 10 đến 12% tùy theo địa phương, như vậy khách hàng sẽ được giảm 5 đến 6% chi phí sở hữu xe. Với những xe trên 1 tỷ đồng, khoản được giảm khoảng từ 50 đến 60 triệu. Việc giảm 50% phí trước bạ còn có ý nghĩa giúp các xe sản xuất trong nước có ưu thế cạnh tranh hơn so với xe nhập khẩu. Các mẫu xe có doanh số cao hiện nay như Toyota Vios, Innova, Kia Morning, Cerato, Mazda 3, CX-5, vân vân sẽ có lợi thế cạnh tranh về giá so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Ví dụ mẫu Toyota Innova hiện có giá bán bản thấp nhất là 690 triệu đồng, bản cao nhất hơn 970 triệu đồng. Với mức phí trước bạ cũ từ 10 đến 12%, giá xe lăn bánh rơi vào khoảng 760 triệu đến gần 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu phí trước bạ giảm 50%, người mua xe chỉ phải trả khoảng 724 triệu đồng đến tối đa hơn 1 tỷ đồng một chiếc. Không chỉ người mua, thị trường ô tô vốn được kỳ vọng sẽ ấm lên sau thời gian đóng băng vì Covid-19 khi nó kích thích người mua sắm xe với giá thành phải chăng hơn. Thời tiết nắng nóng, nhiều người có thói quen đun đỗ đen dùng thay nước uống hàng ngày. Nhưng dù đậu đen là loại thực phẩm tuyệt vời dành cho sức khỏe và làm đẹp, nhưng lương y Bùi Đắc Sáng khuyên cáo loại thực phẩm này cần phải được sử dụng phù hợp với liều lượng và từng đối tượng. Theo các sách dinh dưỡng, trong đậu đen có chứa hàm lượng cao protein 24,4 gram phần trăm, lipid 1,7 gam phần trăm, glucid 53,3 gam phần trăm và rất nhiều axit amin thiết yếu. Ngoài ra, đậu đen còn chứa rất nhiều vitamin quan trọng như vitamin A 5mg, B1 0,5mg, B2 0,21mg. Với những thành phần dinh dưỡng trên, đậu đen đem lại nhiều tác dụng như bổ thận, bổ máu, điều trị thận yếu, mặt sừng phủ, phong thấp tê liệt, thấp khớp hoặc bệnh lở loét. Phụ nữ dùng lâu ngày da sẽ hồng hào, sáng mịn. Theo lương y đa khoa Bùi Đức Sáng, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội, trong đông y hạt đậu đen có vị ngọt, tính mát, có tác dụng trừ phong nhiệt, giải độc, hạ khí, lợi niệu. Ngoài ra đậu đen có thể kết hợp với một số vị thuốc khác để trị đau bụng, chữa phòng thấp, tê thấp, chân tay co rút, chữa liệt dương, mắt mờ, đái tháo đường, chống bạc tóc. Những lưu ý khi dùng nước đậu đen như sau. Những người có các biểu hiện về sức khỏe như mệt mỏi, tứ chi lạnh, đi ngoài phân lỏng hay tiêu chảy thì không nên dùng đậu đen. Những đối tượng này nếu ăn đậu đen sẽ làm trầm trọng thêm các dấu hiệu không tốt nêu trên, tệ hơn là có thể gây ra các loại bệnh khác. Người đang trong quá trình dùng thuốc Đậu đen có tác dụng giải độc vì trong thành phần của nó chứa các loại phốt pho hữu cơ, protein, các kim loại nặng có thể kết hợp thành các chất kết tủa. Người đang trong quá trình sử dụng nhiều loại thuốc khi ăn đậu đen có thể làm các thành phần trong đậu phản ứng với các thành phần của thuốc, làm giảm tác dụng của thuốc chữa bệnh. Do đó, để biết bạn có thể ăn đậu đen hay không, hãy xin ý kiến từ bác sĩ điều trị. Người bệnh thận cũng không nên ăn đậu đen. Theo lương y sáng, những bệnh nhân mắc bệnh thận không nên ăn đậu đen vì có thể làm cho bệnh tình thêm trầm trọng hơn. Không nên cho thêm đường. Nước đậu đen rang không cho đường là tốt nhất. Còn với những người phải lao động nặng, khi uống nên cho một chút muối để tăng cường yếu tố điện giải cho cơ thể. Ngoài ra không nên kết hợp đậu đen với rau bina, sữa, dầu thầu dầu, ngũ sâm. Hàm lượng protein trong đỗ đen rất cao, khiến cho người già, trẻ em hay người có thể trạng yếu, khó tiêu thụ hết được lượng protein trong đậu đen. Vì vậy, khi uống nước đậu đen dễ gây ra vấn đề về tiêu hóa, đầy bụng, đau bụng. Trong đậu đen còn chứa nhiều phytat, Chất này gây cản trở cho việc hấp thu của các khoáng chất như sắt, kẽm, đồng, phốt pho, dẫn tới thiếu máu, loãng xương, vì vậy trẻ em và người già cũng được khuyên là không nên dùng. Lương y sáng cho rằng dù nước đậu đen khá lành tính nhưng lại có hại khi chúng ta lạm dụng, đặc biệt là uống thay nước, như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới khả năng hấp thu của các chất trong cơ thể. Lương y sáng khẳng định không thể dùng loại nước này để thay thế cho nước uống hàng ngày bởi sẽ làm ảnh hưởng tới khả năng hấp thu của các chất trong cơ thể. Đặc biệt đối với trẻ nhỏ, trong những ngày nắng nóng, mẹ dùng nước đậu đen cho con uống thay nước có thể khiến cho trẻ không hấp thu được dinh dưỡng, dẫn tới thấp còi, suy dinh dưỡng. Ngoài ra nên chú ý thêm những điều sau. Món đậu đen rang gây nhiệt, ăn nhiều dẫn đến bốc hỏa, nên sử dụng với lượng phù hợp. Không nên kết hợp đậu đen với rau bina, sữa, dầu thầu dầu, ngũ sâm. Đậu đen chứa nhiều phytat, chất này gây cản trở cho việc hấp thu của các khoáng chất như sắt, kẽm, đồng, phốt pho. Nếu cơ thể kém hấp thu các vi chất trên sẽ dẫn tới thiếu máu, loãng xương. Phi tát nhiều có thể ức chế một số enzyme tiêu hóa. Phụ huynh cần tránh cho trẻ nhỏ dưới một tuổi dùng nước đậu đen. Trẻ trên một tuổi sử dụng ở mức vừa phải. những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình chào ngày mới của đài phát thanh truyền hình cao bằng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại